Lý Công Hoàng Anh là một trong những tân binh được chờ đợi cột thép xanh Nam Định ở mùa giải V-League 2023-2024. Tiền vệ trung tâm quê Hòa Bình đã từng khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia. Và mới đây, Hoàng Anh đã có những chia sẻ với phóng viên của FPT Play về mục tiêu cùng đội bóng thành Nam. Cái ấn tượng của em về Nam Định là người dân Nam Định rất đam mê bóng đá, nhiệt tình, cổ vũ máu lửa. Em thấy Nam Định năm nay có mục tiêu cao ở V-League nên em cũng thấy rất hào hứng khi chuyển đến đây. Đến đây thì anh em cầu thủ trong đội rất là hòa đồng nên cái việc hòa nhập với mọi người thì không có gì khó khăn cả. Bóng đá là sự cạnh tranh công bằng nên tất cả ai cũng thế cũng phải cố gắng tập luyện trong từng buổi tập để giành được suất đá chính trong đội hình. Sau thời gian tập luyện thì em thấy mọi người rất quyết tâm, tập luyện rất chăm chỉ để hướng tới một mục tiêu cao nhất ở giải đấu sắp tới. Mục tiêu của em là cùng đội sẽ thi đấu hết mình để cống hiến cho cổ động viên và người dân Nam Định những trận đấu hay, những chiến thắng đẹp